Xin chào quý độc giả của Pháp Luật Plus. Tôi đang có mặt tại nhà văn hóa phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Phía sau tôi đây là nhà văn hóa của tổ 5. Hiện tại thì công trình này đã được hoàn thiện sơ bộ, thế nhưng mà vẫn chưa được đưa vào sử dụng và một số hạng mục tại công trình này thì đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao công trình xây dựng đã lâu mà chưa đưa vào sử dụng, mời quý độc giả dõi theo phóng sự sau của Pháp Luật Plus. Mưa cũng như nắng, ngày cũng như đêm, cửa luôn đóng. Lâu dần, người dân ở tổ 5 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội cũng quen với cảnh nhà văn hóa yên ắng như thế này. Tại đây, nhiều hạng mục đã bắt đầu bị xuống cấp. Tường nhà thì nứt nẻ, bong chóc. Bên trong thì trống rỗng, ổ điện bị hư hỏng. Còn bên ngoài, cửa kính bị vỡ, hành lang ngập ngụa rác thải. Xung quanh nhà có dại mọc tùm. Khoảng sân trước và sau thành nơi thả bò của người dân. Không gian sinh hoạt chung thì thiếu, còn nhà văn hóa lại bỏ không. Điều này khiến nhiều người dân tại tổ 5 bức xúc. Cô cũng như mọi người dân ở đây thì cũng mong muốn làm sao là cái nhà văn hóa xây năm nay là 3 năm rồi. Thì muốn làm sao là các cấp lãnh đạo là cố gắng hoàn thiện đốt cái sân để bàn giao cho tổ nhà cô để lấy chỗ sinh hoạt. Có bây giờ tổ nhà cô là bên phụ nữ các cô là đi sinh hoạt, phải đi sinh hoạt nhờ bên tổ 4. Và thậm chí họp dân cũng phải lên trên đình để họp, giải chiếu ra ngồi ở giữa đình để họp. Thế là dân nhà tổ nhà cô là bức xúc lắm, thấy là không có chỗ sinh hoạt cho dân. Mà nhà làm hiện tại bây giờ có khi là làm 3 năm nay rồi mà có chỗ khi còn đã hỏng rồi mà vẫn chưa bàn giao cho dân dùng. Thế là cô thì muốn làm sao là các cấp lãnh đạo từ phường đến quận, cấp trên nữa cố gắng làm sao là làm thế nào để bàn giao cái nhà văn hóa cho dân tổ nhà cô để lấy chỗ sinh hoạt nó được thuận lợi. Tổ trưởng dân phố cũng thừa nhận việc người dân phản ánh là đúng. Nhà văn hóa xây dựng đã lâu mà chưa đưa vào sử dụng, dù đã kiến nghị lên Ủy ban dân phường nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Thì bây giờ nhà văn hóa thì có như năm ngoái có hiện tượng là đập cửa kính vào, nó tháo hết những củ quạt của các cụ. Vâng. Tôi cũng báo cáo lên ủy ban. Thì tôi vừa nhận nhiệm vụ được 4-5 tháng thì giao ban thì tôi cũng có kiến nghị. Vâng. Phía ủy ban phường. Vâng. Ủy ban phường trả lời là cũng tiếp tục kiến nghị để làm nốt giai đoạn 2. Còn về vấn đề mà riêng biệt tổ 5 thì chúng tôi sinh hoạt ở đình. Vâng. Họp dân sinh hoạt ở đình. Còn về vấn đề là như là các đoàn thể, tập thể thì sinh hoạt ở nhà trẻ cũ. Theo lời của tổ trưởng dân phố, do không có nhà văn hóa nên việc sinh hoạt cộng đồng của tổ gặp nhiều khó khăn. Còn theo tìm hiểu của Pháp Luật Plus, để cho bà con dân phố tổ 5 có chỗ sinh hoạt chung, năm 2012, Ủy ban dân phường Đồng Mai đã khởi công xây dựng nhà văn hóa với số tiền ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Đến đầu năm 2013 thì công trình trên hoàn thành. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, công trình này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Trao đổi với Pháp Luật Plus, ông Lê Quang Thoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai cho biết có nhiều lý do khiến cho nhà văn hóa tại tổ 5 chưa đưa vào sử dụng được, nhưng chủ yếu vẫn là do chưa có kinh phí thực hiện phần sân vườn. Đối với nhà văn hóa tổ 5 thì hiện nay thì là chưa hoạt động được, nguyên nhân là mới được đầu tư giai đoạn 1. Hiện nay phường đã làm hồ sơ trình Ủy ban Nhân quận để cho tiếp tục đầu tư giai đoạn 2. Để khi mà đầu tư giai đoạn 2 thì là nhân dân mới vào sử dụng được. Tại vì hiện nay thì là sân vườn, rồi là cổng, tường bao, rồi là sân là chưa có, cho nên là nhân dân chưa vào để thực hiện được. Nhà văn hóa tổ dân phố 5 thì nói về xuống cấp thì chưa có gì xuống cấp cả. Thực tế cho thấy nhiều hạng mục của công trình trên đã bị xuống cấp, thế nhưng chính quyền phường vẫn khẳng định là không có dấu hiệu bị xuống cấp. Điều này khiến dư luận băn khoăn, phải chăng từ khi xây dựng xong đến nay, chính quyền không đoái hoài gì đến nhà văn hóa? Trong khi chờ đợi nguồn vốn để hoàn thiện phần sân vườn của nhà văn hóa tổ 5, thì hàng ngày người dân trong tổ vẫn phải đi mượn địa điểm để tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Không biết người dân còn phải chờ đến bao giờ?